Cái tiếp theo là yếu tố nguy cơ, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và quá trình bệnh thường gặp. Rồi, phân loại được nguy cơ của bệnh lý thai trứng và bệnh lý nguyên bào nuôi ha. Rồi, kỹ thuật hút não thai trứng, những cái vấn đề liên quan. Rồi, theo dõi hậu thai trứng và khi nào phải điều trị hóa chất. Và cái thai kỳ tiếp theo, thời điểm theo dõi dự hậu và vấn đề tái phát. Rồi, bệnh nguyên bào nuôi trong thai kỳ đó là một cái nhóm bệnh ha, đặc trưng bởi sự tăng sưng bất thường của cái lá nuôi phôi ha, hay còn gọi là cái bệnh hay là những cái tế bào nguyên bào nuôi á. Rồi, bệnh lý nguyên bào nuôi phân biệt về mặt môn học ha, có thể lành tính hoặc là ác tính, như là bao gồm bệnh lý thai trứng nè, thai trứng xâm lấn, u nguyên bào nuôi nơi nha bám, ung thư nguyên bào nuôi ha. Bây giờ nó có thêm một cái là u nguyên bào nuôi trung gian nữa ha, thì những cái đó nằm trong, lát tụi em sẽ thấy nó phân loại là bệnh lý nguyên bào nuôi tân sinh và không tân sinh ha. Đó. Thì cái thai trứng của mình học nó chỉ là một nhánh trong tân sinh hay không tân sinh, thì cái đó sẽ được giải đáp ở cuối bài ha. Rồi, tụi em sẽ thấy nè, cái này sẽ là tân sinh ha, cái này không tân sinh. Thai trứng thì mình sẽ gồm thai trứng toàn phần, thai trứng bán phần ha, bệnh lý nguyên bào nuôi ác tính ha, không có di căn hoặc là có di căn u nguyên bào nuôi nơi nha bám ha. Rồi, phân loại môn học thì gồm có thai trứng toàn phần, thai trứng bán phần, thai trứng xâm lấn, ung thư nguyên bào nuôi, u nguyên bào nuôi nơi nha bám, u nguyên bào nuôi biểu mô ha, hay người ta hiện giờ người ta hay còn gọi nữa là u nguyên bào nuôi trung gian, có thêm nhóm nữa ha. Thì tụi em sẽ thấy ha. Thì chắc tôi mix mấy cái này lại với nhau á, để coi cái nào tân sinh, cái nào không tân sinh ha. Nè. Thì nguyên cái nhóm này người ta sẽ gọi là bệnh lý nguyên bào nuôi tân sinh ha, thì nhớ chỗ này nha. Rồi, nguồn gốc của cái nguyên bào nuôi mình phải hiểu là, thì chắc tôi không có ác tới nỗi mà tôi cho cái hình này xong tôi chỉ vô mấy này là cái này là cái nào là hợp bào nuôi, cái nào là nguyên bào nuôi đâu ha. Rồi. Rồi, nguồn gốc của cái nguyên bào nuôi á là cái lớp tế bào bao quanh của túi phôi ha, được hình thành trong giai đoạn đầu của thời kỳ mang thai và sau đó dần dần nó sẽ phát triển thành một phần lớn của cái nhau thai. Do đó lát tụi em sẽ hiểu sao, tại sao chính vì nó mai mốt nó sẽ phát triển thành nhau thai nên trong bệnh lý thai trứng những cái gai nhau lát lẽ bình thường nó sẽ hình thành những cái gai nam bình thường thì nó bị thoái hóa nước. Lát tụi em sẽ thấy cái hình ảnh nó như cái hình chùm bong bóng cá vậy đó nha. Nào, một lần đi lâm sàng sẽ thấy được cái đi hút thai trứng sẽ thấy được nó rất là điển hình, nó như cái chùm nho vậy, xong nó có một cái sợi máu nó liền, xong rồi những cái hộp 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 ha. Đó. Tụi em cứ tưởng tượng như là tụi em thấy tụi em hay mua trứng gà hả? Phải, hay mua trứng gà vậy là nó ngon quá rồi. Cái không phải bột bán trứng quá. Tụi em hay thấy cái miếng mủ mà nó có cái mình bóp mình hay nó hay lót lót giữa mấy cái đồ mà mình có thể dễ bể á, mà mình bóp nó cứ bóp bép bép á, thì nó xây cái mật độ của nó giống vậy á. Cái sự xâm lấn của cái nguyên bào nuôi của phôi á, thúc đẩy cho cái quá trình làm tổ, chính vì cái nguyên bào nuôi này nó sẽ giúp cho cái phôi nó làm tổ, nó sẽ chui vô trong nội mạc tử cung ha, nó bám dính vô và nó sẽ giúp bà hình thành bánh nhau, chính là những cái gai nhau ha, để cho nó bản thân nó sẽ dinh dưỡng trong thai kỳ và có chức năng nội tiết đó. Mô học của nguyên bào nuôi, cái này là đơn bào nuôi ha, còn cái lớp này là lớp nguyên bào đơn bào nuôi này, còn lớp này sẽ là lớp hợp bào nuôi ha. Còn cái những cái tế bào mà hình vậy là tế bào nuôi trung gian, do đó ba cái nhóm này đều có thể thành bệnh ung thư nguyên bào nuôi ha, nó sẽ nhầm trong nhớ. Rồi, nguồn gốc của nó là từ tế bào mầm của thai ha, thành phần quan trọng để cấu tạo ra bánh nhau gồm có đơn bào nuôi, hợp bào nuôi và tế bào nuôi trung gian, thì do ba cái này đều có thể trở thành. Thì chắc người ta có thể người ta cắt cái hình này người ta cho tụi em thi, tuy nhiên năm nay tôi nói trước, bản thân tôi dạy bài này tôi cũng không biết tôi có sẽ ra câu hỏi câu này hay không nha ha. Do đó tụi em năm nay tại vì người ta giống như kiểm tra chéo vậy đó, do đó có khi tôi dạy mà người khác ra, do đó tụi em có thể đọc kỹ hơn ha. Nhưng mà chắc tôi cũng không ra khó như vậy đâu, hỏi môn học nhiều quá chắc khó luôn á. Rồi, một lần nữa mình sẽ thấy ha,
lỡ mà xui lắm cái hình mà người ta cho thì mình phải nhớ những cái tua, thì chắc chắn cái đó đầu tiên mình sẽ thấy là gì, là hợp bào nuôi ha. Còn cái viền mà mình thấy nó nói về trong cái lòng của nội mạc tử cung á thì nó sẽ là đơn bào nuôi ha. Còn cái tế bào nuôi trung gian thì hên xui, nếu mà người ta hỏi thì mình thấy thấy cái lớp nó sẽ lót giữa hai cái ha. Thì tế bào nuôi trung gian thì nó sẽ có hình đa giác ha, to hơn đơn bào nuôi, tiết HCG và LPH ha. Do đó tụi em phải hiểu là bản thân cái tế bào nó tiết ra gì, để khi mà giống như nó ung thư dạng đó thì thường nó sẽ biểu hiện, hiểu không, cùng chung là cái bệnh lý nguyên bào nuôi nó sẽ đặt đại diện cho cái chuyện là beta HCG sẽ tăng, đúng không? Tuy nhiên bên cạnh đó tụi em sẽ thấy, lát tụi em sẽ thấy có những cái người ta sẽ thử HBL nó sẽ đặc hiệu hơn, hiểu ý không? Đó. Rồi đơn bào nuôi thì là tế bào chưa có biệt hóa ha, tăng sinh tạo ra tế bào nuôi trung gian và hợp bào nuôi, nó là nguồn gốc của hai thằng này. Rồi hợp bào nuôi thì tế bào to nhiều nhân ha, xâm nhập vào thành tử cung ha, bám rễ và tiết HCG ha. Thì chắc chắn hình đó trả lời được mà, hình nó dễ mồ. Mình nhìn vô này thì mình biết cái nào là hợp bào nuôi không? Đúng không? Nó nhiều chân, nhiều nhân nè. Rồi. Còn này. Đúng rồi, đơn bào nuôi. Đó. Còn những cái lớp lót ở giữa ha, thì tụi em có thể phân biệt thêm đó là tế bào nuôi trung gian ha. Rồi, hợp bào nuôi thì nó sẽ nằm ngoài cùng ha, không có hình dạng rõ ràng, không có ranh giới tế bào và đa nhân, không có hoạt động phân bào. Tế bào biệt hóa tốt và tiếp xúc trực tiếp với máu của người mẹ, sản xuất hầu hết là giống như HCG lúc 12 ngày tuổi thai, đỉnh của nó là 8 tới 10 tuần và suy giảm với thời gian sau đó. Trước 40 tuần thì HCG chỉ hiện diện chỉ trong hợp bào nuôi thôi ha. HBL được hợp bào nuôi sản xuất lúc 12 ngày tuổi thai và ngày càng tăng dần ha. Rồi. Đơn bào nuôi thì nó sẽ tiếp tục biệt hóa thành lông nheo ha, và cái mô ngoài lông nheo ha. Rồi, lông nheo thì mình sẽ vận chuyển oxy, dinh dưỡng và các chất khác qua lại giữa mẹ và con ha. Rồi, còn cái phần còn lại nó sẽ di chuyển trong màng đệm và cơ tử cung xâm nhập vào mạch máu của mẹ. Đó, những cái tế bào này nè. Thì nó sẽ vào cơ tử cung và xâm nhập vào máu mẹ, tiếp xúc với nhiều loại tế bào của mẹ khác nhau. Nó chia làm hai nhóm ở mô kể và mạch máu ha. Đi thi chắc tôi chỉ hỏi là đơn bào nuôi thì nó sẽ biệt hóa thành gì tiếp. Và trong cái tiếp đó thì cái ở mô kể với là mạch máu là thuộc loại tế bào nào? Thì mình nhớ chỗ đó thôi, chắc tôi không hỏi là cái đó có tế bào khổng lồ bao quanh mạch máu xoắn thì chắc hơi khó ha. Hỏi cái đó chắc chết hết á. Rồi, tế bào nuôi trung gian thì sẽ xâm nhập vào màng rụng ha, cơ tử cung và mạch máu. Từ lúc thai 12 ngày tuổi, HBL và HCG hiện diện ở tế bào nuôi phôi trung gian. Tuy nhiên ở tuần tuổi thai thứ 6 thì HCG sẽ biến mất ha. Rồi, thấy không? Đại diện của tế bào nuôi trung gian mình sẽ thấy cái phần còn lại là 6 tuần thôi. Sau 6 tuần cái thằng này biến mất rồi. Vậy là đại diện của nó sẽ là thằng HBL. Thấy không? Tế bào nuôi trung gian. Rồi, hiện diện trong ưu thế trong bệnh lý u nguyên bào nuôi tại nơi nhau bám ha. Đó, cái gai nhau bình thường ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái phần là bài thai trứng của mình ha. Là cái phần mình giới thiệu và tổng quát về bệnh lý nguyên bào nuôi. Nhớ bệnh lý nguyên bào nuôi là một cái nhóm lớn, trong đó gồm có bệnh lý nguyên bào nuôi tân sinh và không tân sinh. Nhớ không? Đó. Tân sinh thì gồm có gì? Tân sinh có nghĩa là nó có phát triển tiếp theo nữa đó. Thì nó có thể là ung thư nguyên bào nuôi nè, u nguyên bào nuôi nơi nha bám, u nguyên bào nuôi trung gian, thai trứng xâm lấn. Còn phần còn lại là thai trứng với lại toàn phần thì thai trứng bán phần. Thì chắc tôi cũng hỏi vậy thôi, chắc không hỏi khó đâu. Rồi, nguyên bào nuôi thì nó sẽ gồm ra ba nhà, đúng không? Nó sẽ có ba đứa con trong cái họ của nó là đơn bào nuôi, tế bào nuôi trung gian với lại hợp bào nuôi, đúng không? Đó, nhớ ha. Đi thi hỏi vậy sơ sơ thôi. Rồi, thai trứng là gì?
Hai chứng chính là sự phát triển bất thường của bánh nheo ha, những cái gai nheo, các nguyên bào nuôi nó tăng sinh mạnh hóa, do đó mô liên kết với lại cái mạch máu của nó. Bình thường như em ăn nhiều quá, giống như thánh giống em ăn nhiều quá phải huy động liên lạc cái bên, nhưng mà ở đây thì đâu có cái nào, bản thân cái mô liên kết nó có nhiều thì xài nhiều, mạch máu ở trong những gai nheo nó xài, nhưng mà bản thân nó phát triển quá mức tới nỗi mà những cái này nó không có thể nào đáp ứng kịp cái chuyện ăn của nó, thì do đó nó sẽ tạo nên nó bị thoái hóa, nó không có kịp, nên nó sẽ tạo thành những cái phù, những cái bọc nước có kích thước khác nhau ha, đường kính khoảng 1 mm. Thai trứng thường sẽ đóng vào lòng tử cung, tuy nhiên tụi em lâu lâu tụi em cũng sẽ thấy làm nhiều, tụi em sẽ thấy có thể là tụi em sẽ thấy ở những vị trí khác ha trong con người, không nói là nó bị di căn ha, giống như là thai trứng ở ống dẫn trứng, hiểu không? Thì nó làm thôi, làm có đâu có nghĩa là nguyên cái đường đi của nó tự nó thụ tinh ở một phần bên ngoài của ống dẫn trứng, nó đi vô, đúng không? Đúng không? Rồi, tần suất thì rất là thay đổi ha, và ở những vùng khác nhau trên thế giới ha, tỷ lệ mắc sẽ khác nhau, khá cao ở những nước châu Á và thấp ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Úc. Ở Nhật thì khoảng là 2,96 trên 1.000 thai kỳ, so với 0,66 đến 1,2 trên 1.000 thai kỳ ở châu Âu hay là Bắc Mỹ ha. Rồi, những cái yếu tố nguy cơ, và em sẽ thấy là ở hai ngưỡng của nó thì cái nguy cơ nó sẽ cao hơn ha. Rồi, dưới 20 với lại trên 40 ha. Bắt đầu trên 35 là nó bắt đầu tăng lên rồi đó, do đó cẩn thận. Và tiền căn một lần mình bị thai trứng thì lần sau phải tăng lên 20 lần, mà hai lần là trên 40 lần. Và tiền sử sảy thai thì cái nguy cơ thai trứng là 1,1 đến 3,3 lần ha. Chủng tộc đa số là châu Á và người Mỹ gốc Phi ha. Rồi, người châu Âu, người châu Mỹ với lại châu Úc thì ít gặp hơn ha. Rồi, yếu tố dinh dưỡng thì do thiếu protein nè, thiếu chất béo, carotene, vitamin E và sức phọc lích ha. Và người ta nhận thấy trong nhóm máu ABO, phụ nữ nhóm máu E và có chồng nhóm máu O thì tăng nguy cơ bị ung thư nguyên bào nuôi gấp 10 lần so với AA ha. Rồi phụ nữ nhóm máu AB thì có tiên lượng xấu hơn. Đó, thai trứng mình có thể gặp ha, thì phân loại thai trứng thì gồm có thai trứng toàn phần, thai trứng bán phần, và mình có thể gặp là thai trứng trong tử cung là đơn giản nhất rồi, đúng không? Song thai, một thai trứng như là một thai bình thường rồi, hoặc là thai ngoài tử cung ha. Rồi, phân loại thì dựa vào đại thể với vi thể với lại kiểu nhiễm sắc thể thì thai trứng mình sẽ đưa ra là có hai loại là thai trứng toàn phần và thai trứng bán phần ha. Đó, và em sẽ thấy nè, trên đại thể, cái này trên vi thể đó, trong cái hộp chứa nước ta mô tả nó giống như chùm nho vậy đó. Rồi, đại thể là toàn bộ gai nheo đều thoái hóa nước thành bọc trứng ha, có đường kính từ 1 đến 30mm thì tạo thành hình ảnh giống chùm nho. Rồi, vi thể thì thoái hóa và phù nề gai nheo ha, có tăng sinh nguyên bào nuôi, không có mạch máu bên trong và không có mô nheo với mô thai ha. Kiểu nhiễm sắc thể thường là 46XX và 46XT, có nguồn gốc từ cha hết ha. Rồi, nguyên nhân là do một tinh trùng, một cái trứng trống thụ tinh với một hoặc là hai tinh trùng ha. Rồi, thì đó mình sẽ tạo ra hai nhiễm sắc thể này từ ông bố ra hết. Tuy nhiên cách đây ngày xưa người ta sẽ nói câu chuyện như vậy. Hiện nay người ta cũng có câu chuyện khác là mẹ cũng cung cấp cái nhiễm sắc thể của bà mẹ. Tuy nhiên có một cái đột biến làm cho cái gen của bà mẹ không biểu hiện. Thì đó cái trứng đó cũng giống như trứng trống. Hiểu không? Có nghĩa là bây giờ trứng trống có nghĩa là bà mẹ không có cung cấp nhiễm sắc thể đúng không? Trứng thôi, thì do một con tinh trùng tự nhiên đo lên hoặc là hai con chui vô chuồng cái. Còn bây giờ nó bà mẹ vẫn có cung cấp cái bộ nhiễm sắc thể của bà mẹ một cái ít. Tuy nhiên cái ít đó nó bị đột biến gen, nó không biểu hiện được. Thì nó cũng như trứng trống thôi. Hiểu không? Hiểu không? Giống như em không học bài với em không học trúng thủ câu đó thì cũng giống nhau thôi, cuối cùng cũng là không trúng câu đó. Hiểu không? Đúng không? Hiểu không? Hiểu không?
cái câu đơn giản dễ hiểu như vậy. Ngày xưa mình cứ đổ thừa là ở cái trứng rắc trống, nhưng mà không phải, bây giờ bà mẹ người ta nhận thấy trên cái nhiễm sắc thể, cái cùng cái đó người ta cũng định danh được nó có nhiễm sắc thể bà mẹ cung cấp, tuy nhiên nó không có hiệu quả ha. Cho đó cho giống như cho đệ cũng phải hỏi người ta có cho trúng trong kỳ này không, lỡ ta cho đệ năm sau thì cũng như không ha. Thấy không, cái này trứng trống là bà mẹ ông bố cho ha, rồi xong nó tự nhân đôi đã tạo vậy, hoặc là ông bố cho hai cái con tinh trùng. Ok, còn chuyện mà hai cái y là chắc chắn chết rồi. Rồi còn thai trứng bán phần thì tụi em thấy ha, ngoài cái chuyện là những cái vọc trứng ha nó sẽ còn có mô nheo bình thường, đôi khi tụi em sẽ thấy phôi thai hoặc là thai nhi đã chết ha. Rồi vi thể là gây nheo thoái hóa từng phần trong gây nheo có trước mạch máu, mô nheo bình thường và mô thai ha. Kiểu nhiễm sắc thể của nó là mẹ cũng có cho, ông bố cũng cho hai con tinh trùng vô nữa, thì nó sẽ là 69XXY, 69XXX và 69XYY ha. Rồi hợp tử thì thường có sẽ có tam bội ha, có thể vẫn phát triển, tuy nhiên cuối cùng phôi thai thường sẽ chết ha. Rồi một số ít phát triển đến giai đoạn sau nhưng sẽ bị giới hạn tăng trưởng nghiêm trọng của dị tật bẩm sinh ha, hoặc cả hai ha. Đó. Thì Thi lỡ cho cái hình này được không? Đó. Bản thân cái này là toàn phần ha, cái này khỏi nói rồi, trứng nó cho mà như không, cái này bà mẹ cũng cho nè, nhưng mà cái này nó có mà nó như không gì đó ha. Rồi lát xem mình sẽ học được cái đột biến gen gì ha. Rồi mình sẽ phân biệt thai trứng toàn phần với thai trứng bán phần. Đầu tiên vẫn có thể cái này là tưởng bội ha, cái này là tam bội ha. Toàn phần thì không thấy nhau ha, phải nhớ toàn bộ, tăng sinh và nuôi toàn bộ, gai nheo thì không, mô đẻm không luôn. Dưỡng B52 kiếp 2 ha, 57 kiếp 2 thì mình sẽ thấy âm tính, thai trứng bán phần là mình sẽ thấy dương tính. Rồi cái này là hóa mô miễn dịch ha, cái này trên dấu bệnh mình sẽ nhuộm mô đó. Rồi chuẩn đoán thì có thể thường mình sẽ chuẩn đoán được cái này thai trứng rõ ràng có nên rớt cái mô ra ha, tuy nhiên chuẩn đoán chính xác vẫn là giải phẫu bệnh. Lưu ý ha, lưu ý, lưu ý. Em thấy được cái trứng nó rớt ra không? Đúng không? Còn lại trong bụng, trong cái lòng tử cung đó là có phôi mẹ, nó là thai trứng bé. Nó chỉ là gợi ý thôi, nếu em thấy cái trứng nó rớt ra là gợi ý. Okay. Chính xác nhất là giải phẫu. Rồi. Kích thước thì thường lớn hơn so với tuổi thai, ha, thai trứng toàn phần ha. Rồi trên 25% là có nang hoàn tuyến, khả năng xâm lấn tại chỗ là 15%, di căn là 4% á, xâm lấn tử cung là khoảng 15% nè, di căn xa là khoảng 4% ha, 2 đến 4% thì thành bệnh lý nguyên bào nuôi tồn tại ha. Bạn sẽ thấy là 84 đến, nó khác hơn so với lại thai ngoài. Thai ngoài thì 8 cái triệu chứng mà thường gặp nhất đó là gì? Đau bụng. Đây sẽ là đồng huyết. Rồi nôn nhiều là do gì? Rồi à, rồi do cái beta tăng cao nó sẽ làm cho chuyện gì? Rồi về coi lại bài thai hành. Đúng không? Sự thay đổi nội tiết trong thai kỳ nó sẽ giải thích chuyện đó. Và thường em sẽ thấy bụng to nhanh ha, mà không có thấy thai mái. Thiếu máu nè. Cường giáp do gì? Do beta. Đó là HCG mới đúng, không beta. Tại vì cái tiểu phụ thể alpha của nó giống như TSH. Đó. Rồi tụi em có thể gặp thông tiền sản giật sớm nữa ha, trước 20 tuần. Sau quá mức. Nang hoàn tuyến ha. Nang tuyến là nang thực thể hay là nang cơ nang? Kích thước của nang hoàn tuyến nó có thể thay đổi từ 6, 12 hoặc đôi khi nó lớn hơn 20 và có rất là nhiều phì. Thường nó sẽ tự mất sau khi hút nạp thai trứng trong vòng 2 đến 4 tháng ha. Chỉ có khi nào mà nó bị bể hoặc là nó bị xoắn thì mình mới chỉ định phẫu thuật. Cơ năng nên sẽ đợi từ từ mình đi. Nhớ ha. Rồi thuyên tắc tế bào nuôi gây siêu hấp khoảng 2%. Ha. Có nghĩa là nó ăn đi vô trong.
Do đó để phòng ngừa chuyện đó khi mà tụi em làm hay chứng nhớ gì trước chỉ bằng phổi ha, còn nó di căn phổi nó di căn trong bệnh lý của mình. Triệu chứng thì nó sẽ không có điển hình như là thay chứng vàng toàn phần ha. Rồi tụi em sẽ thấy là thường mình có thể mình sẽ bị lầm với cái chuyện thai ngừng phát triển ở giai đoạn sớm, thấy cái túi mình cũng thấy túi mấp méo eco không hợp ha, thì cái đó thường là tụi em sẽ dễ phân biệt, nếu như là sớm thì tụi em phân biệt qua anh là đó. Cái âm đạo thường gặp ha, lớn tử cung to quá mất ha, cường giáp thì sẽ giờ có nhiều hai năng hoàng tuyến siêu hấp hai chứng toàn phần nó sẽ gặp hơn. Rồi xoam rất là giá trị ha, trong thai chứng toàn phần thì mình sẽ không thấy thai phôi thai và chuyện đó, thường mình sẽ thấy cái hình ảnh bão tuyết, có nghĩa là khối phe phản âm nó không hồng nhất và những cái echo trống lỗ rỗ lỗ rỗ 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 thì em sẽ thấy do cái gai nhau nó có hóa nước ha, còn kèm theo hình ảnh đang hoàng tuyến tỷ này mình tán phần thì mình có thể thấy được hình ảnh thai ha, dịch ói có thể em bé thì còn sống hay đã chết hay là chậm tăng trưởng ha, tiểu ói phô mai thụy sĩ, có nghĩa là tụi em thường hay thấy trong phim trên tơ mèn seri nó cái cục phô mai mà nó có nhiều cái lỗ 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 đó, đó. Thấy không, này là em bé này, cái này là cái đầu ha, thi cho cái hình này trả lời được không? Rồi cái đại diện của nó sẽ là beta hCG, nó sẽ thường tăng cao hơn bình thường so với tuổi thai ha, 40% thai trứng toàn phần beta sẽ trên 100.000, thai kỳ bình thường thì nó sẽ dưới 100.000 ha. Bên beta hCG nó sẽ ngoài cái chuyện là chẩn đoán, nó sẽ theo dõi và tiên lượng điều trị. Tuy nhiên tụi em phải nhớ không phải tất cả những cái bệnh lý nguyên bằng tụi em sử dụng nó đều là cái đó, thì tụi em thấy giống như u cái đại diện cho gì đó, tụi em sẽ thử cái quan trọng thôi nên là tại vì nãy có nhớ nhớ chỗ đó không, cái chỗ quan trọng tại vì 6 tuần là HBsAg nó đã giảm xuống rồi, lúc đó HBsAg không có đặc hiệu nữa, nó không có tăng cao như những cái bệnh lý giống như ung thư nguyên bào nuôi ha, u nguyên bào nuôi nơi trung gian thì tụi em theo bám tụi em sẽ thấy là HBL nó sẽ ở đây người ta ít ít định lượng nha. Đó rồi tụi em có thể là ít quan tử cung không sửa soạn nhưng mà hiện nay ít sử dụng ha, rồi quan ngói gần như không có còn thấy luôn, định lượng HBL ha là thường cao trong thai thường nè, thấp trong thai trứng, có thể chủ nén u nguyên bào nuôi nơi nhau bám ha nè, chính cái đột biến gen LPL NLRP7 nè thường sẽ gây cái thai tái phát thì ít gặp hơn cái gen KHDC35L này đó, hai cái gen này nó dễ gây đột biến và nó làm cho cái chuyện dễ gặp hơn ha. Rồi còn nãy mình nhớ cái hóc môn miễn dịch không, B57 kiếp 2 không, phân biệt sau thai trứng toàn phần nó có, thai trứng bán phần nó sẽ có, tại vì bản thân á, thai trứng bán phần nó sẽ khác hơn thai trứng toàn phần là gì, về đa số là má có cho một cái đúng không, thai trứng toàn phần là gần như là bố không có, là bố không mà đâu có mẹ cho, chỉ trừ cái trường hợp bị đột biến gen thôi đúng không, là mẹ bình thường trong thai trứng toàn phần là do ông bố hết, tại trứng nó trứng trống mà đó. Rồi nãy có nhớ cái hình không, đó trứng là trứng trống mà do là ông bố cho một con tinh trùng nó tự nhân lên hoặc là hai con tinh trùng chui vô thì đâu có cái nào của mình. Rồi chẩn đoán bệnh cảnh thì bệnh cảnh nó thường sẽ xuất huyết 3 tháng đầu thai kỳ ha, tại vì hiện nay cũng ít cái chuyện là mình không có tiếp cận được khám thai, để đi khám thai sớm trễ kinh là mình đi khám rồi, thường sẽ 3 tháng đầu. Tuy nhiên hiện giờ trong 2 năm dịch thì cũng có thấy những ca mình ta để tử cung to thật là to như 16 tuần ha. Rồi tiền căn tuổi mẹ, dấu hiệu lâm sàng và cái nồng độ beta hCG ha và siêu âm đó, chuẩn đoán phân biệt là có thể tử cung to nè, những cái bệnh cảnh xuất huyết 3 tháng đầu thai kỳ ha, kiến. Rồi vậy khi mà trên lâm sàng mình chẩn đoán thai trứng nguy cơ cao là khi nào, khi mình sẽ thấy những trong dấu hiệu sau,
HCG mà trên 100.000, tử cung to, tử thai nam hoàng tuyến trên 6 cm và tuổi mẹ trên 40. Đó. Còn cái này là theo hưu ha, thì anh sẽ đánh giá là kích thước tử cung ha, beta HCG, nam hoàng tuyến, tuổi, yếu tố kết hợp. Yếu tố kết hợp thì sẽ gồm ngán nhiều, tiền sản giật, cường giáp, rối loạn đông máu, rải rác, rối loạn đông máu, rải rác trong lòng mạch và tắc mạch do nguyên vào nuôi. Nếu mà dưới 4 điểm thì nguy cơ thấp, nếu mà trên lớn bằng 4 điểm nguy cơ cao ha. Rồi, nguyên tắc điều trị của hai trứng thì mình làm cái gì? Tiên lấy trứng ra thôi để gửi giống một bệnh để biết nó bệnh gì. Không. Đúng không? Đầu tiên là mình sẽ hút nó ra để coi bây giờ em có bệnh, coi nó là gì. Rồi. Và tụi em phải lưu ý là mình phải điều chỉnh những cái rối loạn nội khoa. Giật sẽ có nè, cường giáp sẽ có nè. Trước khi can thiệp ha, hoặc là rối loạn nước và điện giải. À, rồi. Việc lựa chọn các phương pháp điều trị thì tùy thuộc vào nè, tuổi, nè, số con và theo từng cơ sở ha. Tụi em sẽ xét nghiệm chức năng gan thận, sinh hóa máu ha, lượng beta HCG, chụp quang phổi, chức năng đông máu, xét nghiệm máu và nhóm máu ha. Rồi. Lấy mẫu giải phẫu bệnh ha, giảm triệu chứng và giảm biến chứng của thai trứng. Nên thực hiện các phương pháp phương tiện gây mê hồi sức và có thể truyền máu. Rồi. Chuẩn bị cổ tử cung thì tụi em lưu ý là tụi em không bình thường, nếu mà cổ tử cung ta cứng quá khó quá thì tụi em sẽ gì, tụi em sẽ có thể nghe người ta nói là người ta sẽ nhầm piso có to để chuẩn bị cổ tử cung. Tuy nhiên thai trứng thì không có được vậy, tại vì trứng cái động tác co bóp có thể nó sẽ làm cho những nguyên vào nuôi nó đi vô trong máu đi ra xa, chú ý chuyện đó ha. Rồi, chuẩn bị phòng mổ và phương tiện ha. Rồi, kỹ thuật hút não thì tụi em sẽ tham khảo trong tài liệu ha. Rồi, tai biến thì có thể là choáng mất máu là do chảy máu nhiều quá, xuất huyết, tử cung. Rồi, tụi em sẽ thấy nè, để nó mềm quá, có khi tụi em vừa mới đưa cái thước đo vô thôi. Mà thấy đáy nữa, đi luôn. Không mà đó. Không phải như tụi em cảm giác là hả, thủng tử cung nó chuyển, nó gì, cái đụng chạm là sau đó nó đi luôn, không có đâu. Thủng tử cung nó cảm giác nó nhẹ nhàng lắm, hiểu không? Tụi em đưa cái thước đo vô xong rồi tụi em mới đi luôn. Rồi, xong hết. Tự nhiên mình thưa cái thước đo vô là mình thấy cái thước đo nó không có gì chặn lại, mình nó đi đi, đi hoài đi hoài đi hoài, rồi xong rồi suy nghĩ đó nha, lủng tử cung rồi đó nha. Rồi cái thứ hai, đầu tiên là mình đưa thước đo vô đúng không, để coi lọng tử cung nó dài nhiêu để mình chọn lựa. Rồi cái thứ hai là thì mình đưa cái ống hút vô á. Do đó lúc mà đưa ống hút vô thì phải luôn luôn nhớ một điều rất quan trọng, đó là không có nói với máy hút, chưa mở máy hút mình đưa vô thôi. Tại vì khi mà tụi em đưa vô mà nó đi luôn á, mà tụi em đưa máy hút á, nó sẽ hút những gì ở ngoài cái trong cái lòng tử cung á, nó chui vô cái ruột hay là cái mạch nói, nhớ ha. Cái thì đó là thì ghê rồi ha. Rồi nếu mà tử cung mà trên 12 tuần á, nhớ vừa truyền oxy vừa xoa lấy tử cung vừa gì, thì cái câu gửi gắm cho tụi em để mốt có thể thi á, là tại sao người ta nói thụ thể oxytocin là xuất hiện sau 20 tuần, đúng không? Đúng không? 20 tuần chỉ này sớm có xài không, có hiệu quả không, gì không hiệu quả, không hiệu quả ai cũng vậy. Nãy tôi mới nói câu cytosine chết rồi á. Rồi về coi cái đó ha. Rồi còn chuyện sóc trứng thì nó sẽ có thể ha. Rồi 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 người ta có một số lưu ý ha, theo những khuyến cáo thì oxytocin với prostaglandin thì không nên dùng trước khi hút nạo ha. Sau khi nong cổ tử cung bằng cannula lớn á, thì tử cung nếu trên 10 lần thì một người trên 14 tuần á, bình thường là trên 12 tuần là tụi em phải có một người đứa đứng ở trên xoa chừng đấy tử cung mà, hiểu không? Tử cung nó mềm, nó giãn ra dễ đi luôn lắm đó. Rồi nạo lại thì nạo lại nhẹ nhàng bằng muỗng cùn ha, để lấy cái luôn những cái mô còn sót ha. Tốt nhất thì nên làm dưới hướng dẫn siêu âm thì nó sẽ đỡ bị sót mô với lại biến chứng thủng tử cung ha.
Rồi, oxytocin thì tim mạch thì nên bắt đầu sau khi cổ tử cung được nông ha. Rồi một lượng vừa phải. Rồi, thì để hút ra ha và có thể dùng trong vòng 24 giờ. Và tuy nhiên tụi em lưu ý những cái bà mẹ rệt xuất âm nè. Mà chồng rệt xuất dương thì tụi em cẩn thận ha. Không biết cái thai này nó có rệt xuất dương không. Thì coi chừng phải tiêm anti-D ha. Rồi, khó thở hay tím tái trong vòng 4 đến 6 giờ sau hút thì đầu tiên mình phải nghĩ ngay cái chuyện là giống như thuyên tắc ó vậy đó, thì mình phải nghĩ ngay cái chuyện cái tế bào nuôi nó chui vô trong mạch máu rồi. À, sau đó là cần phải đánh giá thật là cẩn ha. Rồi, có thể dùng chất co hồi tử cung ha. Sau khi tụi em làm xong thì tụi em có thể sử dụng ha. Rồi. Rồi, theo dõi hậu thai trứng, tình trạng ra máu nè, độ co hồi cổ tử cung nè, tủ tử cung nè, nang hoàng tuyến nè, tác dụng phụ của hóa chất nếu mà vừa có, và tìm những cái dấu hiệu di căn ha. Rồi, di căn nè. Trở thành thai trứng nè, sảy thai nè, thai ngoài nè, thai thường đều có thể trở thành ung thư nguyên bào nuôi nha. Đó. Nhiều nhất sẽ là phổi ha. Tiếp theo là sẽ là âm đạo nè. Này di căn đâu? Rồi trong ổ bụng ha. Còn này não với lại gan ha. Rồi. Rồi xét nghiệm thường thì sẽ sau 48 giờ sau khi hút não sẽ xét nghiệm lại beta ha. Và 1 đến 2 tuần lần cho đến khi beta áo âm tính 3 lần liên tiếp. Rồi. Thì nếu mà thai trứng nguy cơ thấp thì mình sẽ ngừa thai 6 tháng ha, nguy cơ cao thì 12 tháng. Sau xuất viện thì mỗi 2 tuần trong 3 tháng đầu, mỗi 1 tháng trong 3 tháng tiếp theo và mỗi 2 tháng trong 6 tháng tiếp theo ha. Beta mỗi đợt nó phải giảm được một lóc, có nghĩa là mỗi đợt mình phải bán, mình phải chặt một con số 0 phía sau thì ok ha. À, tụi em sẽ thấy nè, nó giảm một lóc có nghĩa là tụi em sẽ giảm được một cái số 0 phía sau, đúng rồi. Thường á 70% mà đạt được nồng độ HCG bình thường thì trong vòng 8 tuần sau hút ha. Rồi, lưu ý lúc nào mà người mình đi tái khám những cái đó đều phải coi mẫu dịch nè để coi dưới hỏi bà có ho hay không, họ có bị ho là tại sao, họ bị nhức đầu hay không, để đánh giá những cái vị trí di căn. Nhớ ha. Rồi, phải ngừa thai. Tại sao mình không nên sử dụng dụng cụ tử cung? Tại có lại cái lòng tử cung nó rộng với lại nó mềm á nên đặt vô coi chừng nó bị lủng á nha. Còn dùng thuốc dạng ngừa thai dạng uống phối hợp á thì được khuyến cáo trong thời gian theo dõi. Tuy nhiên tụi em phải lưu ý chỗ này nè. Về mặt lý thuyết thì người ta nó vẫn còn đang tranh cãi là nó có làm tăng cái tần suất của cái bệnh nguyên bào nuôi hậu thai trứng không và ảnh hưởng đến tốc độ giảm của beta HCG không. Thì cái chỗ này đang cãi lộn. Thì người ta khuyến cáo những người mà trước giờ người ta đang xài thì xài tiếp. Những người mà chưa bắt đầu thì chưa nên bắt đầu. Trong giờ cấp tụi em coi nhé. Hiểu không? Có nghĩa là hồi trước em đang xài ngừa thai bằng cái chuyện thuốc ngừa thai gì viên uống phối hợp á để tiếp được à. Rồi tôi gửi tụi em hồi nãy là cái câu là oxytocin đúng không, ở câu số 2 tụi em về tụi em tham khảo thêm là cái gì, cái nồng độ estrogen trong cái thuốc viên ngừa thai dạng phối hợp á nó có ảnh hưởng tới cái chuyện mà giảm beta rồi. Nếu mà trực tiếp quay ngược hoặc là nếu HCG mà bình nguyên hay tăng ha, tụi em phải đánh giá cái trường hợp. Rồi, thai kỳ trong tương lai thì sau thời gian theo dõi bệnh lý, quan trọng nhất là trong cái thời gian mình đang theo dõi thì tụi em phải khuyên người ta làm sao mà ngừa ngừa sao mà không chắc chắn. Chứ bây giờ mà đang trong khoảng thời gian đó mà đang theo dõi beta mà beta tăng lên thì em đâu có trả lời được là nó bình thường hay bất thường, đúng không? Thì cái thai đó và nó sẽ tăng nguy cơ bị thai trứng một lần là em sẽ tăng nguy cơ rồi, đúng không? Em phải khuyên người ta bỏ thai đó coi chừng nha, nhớ kêu người ta ngừng cũng. Rồi tỷ lệ phát phát sau một lần thai trứng là khoảng 1-2% ha, không tăng tỷ lệ bất thường dị tật thai, nhưng mà tái phát sau 2 lần thai trứng thì khoảng 25% nha, lưu ý đó. Rồi và sau đó thì các bất thường trong quá trình theo dõi thì tụi em lưu ý nè, như xuất huyết âm đạo bất thường,
sau cái hút nào xong rồi vẫn còn biết rỉ rả hoài không hết. Tử cung con hồi kém ha, không về sau 4 tuần có dấu hiệu di căn, giống như tự nhiên bệnh nhân thấy nhức đầu nhìn mờ, và tự nhiên em thấy tự nhiên bệnh nhân nói em là ủa tự nhiên ở dưới của em á, em thấy có một cục âm hộ tiền đình á, trận cục đó cục polio đứng em đặt. Và tự nhiên dạo này bác ho dữ lắm, bác nói chuyện covid đi ha, thì dạo này bác ho dữ lắm mà tự nhiên lâu lâu ho cái tơ má không bóng bay rồi đó. Nhưng mà nó rất là đáp ứng với hóa trị nha. Em sẽ cần cho hóa trị là nó đáp ứng rất là ok. Rồi, còn là beta HCG của nó không giảm một lóc sau mỗi tuần ha. Hoặc là nó tăng trở lại, tăng trên 10% so với lần thử trước, ít nhất trong 2 lần thử, có nghĩa là 3 lần thử mới trả lời được. Ha. Rồi, còn bình nguyên thì phải 4 lần ha, trong 3 lần thử liên tiếp cách nhau một tuần. Nếu mà tôi cho cái hình này tôi hỏi thi là tôi hỏi mấy cái đường 1, 2, 3, 4 trả lời được không? Hả? Thế vậy? Hình dễ mà. Rồi, mình học thêm một cái HCG là HCG4ma tự nhiên sau khi mình điều trị đã đời và hết bệnh. Xong mình thử qua, thử lại. Tự nhiên máu nó cứ dương hoài, nhưng mà tụi em phải lưu ý. Tụi em phải lại trừ hết cái chuyện đó thì tụi em mới nghĩ tới chuyện HCG bóng ma nha. Chứ không, tụi em nghĩ HCG bóng ma đầu tiên là HCG bóng ma đâu cần điều trị. Đó là một trường đáng lại trừ ha. HCG nó tức căng kéo dài, duy trì nhưng mà nó không có sự hiện diện của bệnh lý nguyên nuôi. Tụi em sẽ chụp hình hay gì đó, không thấy gì hết. Như vậy HCG nó cứ dương. Thì người ta có thể thấy là có kháng thể dị hợp với kháng thể HCG ha, nó kết hợp dương tính giả. Thì nghi ngờ thì tụi em sẽ thử cách. Là tụi em thử HCG nước tiểu, HCG nước tiểu âm tính mà hoặc là khi mà kết quả âm khi mà pha loãng huyết thanh nhiều lần thì tụi em sẽ nghĩ cái đó là HCG bóng ma. Rồi, cái câu số 2 là người xưa người ta nói là người ta nạo lần 1 xong rồi người ta lần thứ 2 người ta mới nạo tiếp, thì câu nói là bây giờ cần nạo lần thứ 2 không? Thì người ta trả lời là nạo lặp lại thì không có được khuyến cáo ha, vì nó tăng nguy cơ chảy máu, tăng nguy cơ tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên thì quan trọng nhất là làm sao cho nó ok, vừa không bị thủng mà vừa cái đó là kỹ thuật, không có khuyến cáo nào thường quy là 2 lần ha. Tuy nhiên cái nghiên cứu này tôi tìm tiếp thì tôi chưa thấy nó trả lời ở cái năm tới hôm nay rồi, chưa thấy là kết thúc của cái nghiên cứu này ha, không biết ông tác giả có bị vấn đề gì không thì tôi. Rồi, còn nếu mà gợi ý u nguyên bào nuôi sau mình điều trị thay trứng thì tụi em sẽ thấy nè, beta HCG không thay đổi sau 3 tuần liên thử liên tiếp ha, hoặc là nó tăng 3 lần, 3 tuần thử ha, là ngày 1, ngày 7, ngày 14, hoặc là chẩn đoán của giải phẫu bệnh là ra ung thư nguyên bào nuôi ha, hoặc là beta HCG không thay đổi trong vòng 6 tháng ha. Quá dự phòng giờ này, ngày xưa á, thường những cái người đánh giá nguy cơ cao, nguy cơ thấp á, người ta sẽ cho quá dự phòng. Nhưng mà hiện nay người ta không có chú trọng cái chuyện hóa dự phòng từ khi nào ca nó khó. Tại vì người ta trả lời lần này. Tại vì khi một cái nguyên tắc hóa trị có nghĩa là em mỗi lần em chỉ giảm lóc đi xuống. Nghĩa là cũng còn cái còn lại. Có nghĩa là em cho một liều nó cũng không có đủ để nó thay đổi cái nguy cơ để cho những cái tế bào này nó quen cái chuyện nhân thả vô. Đúng không? Giống như em cho thuốc động con chuột nhẹ nó không chết vậy đó. Nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ kháng lại cái thuốc em cho uống rồi. Đúng không? Rồi, vậy mình có cần cắt tử cung không? Thì mình chỉ cắt những cái cung những cao nè. Người ta hỏi bây giờ mình chuẩn đoán mình nghi ngờ thai trứng rồi mình không có cần cả mất giữa mình cắt luôn. Thì câu trả lời tại sao người ta không có cắt luôn? Tại vì tụi em phải nhớ là cái thai trứng bán còn tụi em bị nhầm lẫn, nếu mà sớm quá có thể bị nhầm lẫn gì. Ta ngừng phát triển thể thai không tại. Em đi cắt tử cung, người ta cuối cùng kết quả ra mô nheo rồi, em mình cũng thoái hóa rồi, là mô nheo thoái hóa là chết rồi, quá tai thì cắt tử cung, người ta một cái tội đâu phải liên quan tới chu vi tam tầng đâu, chớ luôn luôn làm thẻ mới xịt, cái tử cung là cái hồn, cái của hồi môn, rồi lưu ý cái cắt tử cung chỉ dự phòng ha, tại chỗ đó nó dễ nó là nơi bắt đầu ha, nên người ta giải quyết ngay cái chỗ bắt đầu. Tuy nhiên sau khi em cắt xong thì tụi em phải nhớ là
có thể cái tế bào nuôi nó còn những chỗ khác, do đó phải theo dõi tiếp nha, chứ không phải cắt tử cung. Nó ở cái tử cung hết bệnh làm sao đâu, cắt đi rồi mấy tháng sau bà chia tay với em, xong rồi bà đi điều trị thuốc lá thuốc gì đó, xong sau đó kiếm lại em bóng bay rồi đó. Rồi còn có thể tụi em sẽ gặp là cái song thai một hai trứng với một thai bình thường, ta có thể thấy là ở tâm có thể xuất hiện luôn á, rất hiếm mà có ha, trong bài thi chính. Chút xíu đây ha, xong mình vô bài HPV nữa là mình xong. MTX đơn thuần là một ngày MTX một ngày canxi folinat, nhưng mà giờ người ta không có khuyến cáo. Đa liều chị, người ta có phác đồ đơn liều, phác đồ đa liều mà, sách nói vậy thôi. Ra trong sách tụi em mở mở sách William, người ta trả lời người ta có phác đồ đơn liều, phác đồ đa liều, phác đồ liều rồi, ta có nhiều phác đồ đến cưng ấy, mình đi thi tôi có thể hỏi nhiều thứ yeah. Rồi lát mình học thêm bài HIV là mình xong. Mình học tới mấy giờ hết vậy? 3:20 nha, tiếng để nói nè, thôi nghỉ 15 phút đi. À thôi à, đúng rồi, nghỉ một tới 2:30 mình bắt đầu ha, rồi 15:20 là